chuẩn bị đi học nào. Anh đứng đứng ở đây. Đấy, ủa rồi đứng. Cẩn thận nhá, chắc nhá. Bám chặt vào nhá. Mason với bị làm hỏng quần tí tẹo rồi, ra may đồ mới này đó. Mặc đồ mới đấy nha. Cũng y cũng gân cả đỏ cả mặt lên. Y hay quá. Y nha. Y Mason ơi. Mason ăn rồi. Đang thay chuẩn bị ngủ một tí. Chuẩn bị dậy một tí là đi tiêm nhờ. Đi tiêm nhá. Hôm nay là đi khám bác sĩ hả? Bác sĩ. Hôm nay phải đi tiêm phòng 2 mũi với cả 4 mũi ạ. Có khóc không cậu? Ờ, mũi đau khóc không? Có khóc nhẹ không? Khi nào cũng đau đấy. Khóc nhẹ không? Ờ, lần trước cũng khóc ạ. Dũng cảm nhé. Dũng cảm không khóc. Nhưng mà khóc xong một cái là nhìn luôn ạ. Nhớ. Không khóc nhé. Nhìn gì? Không cần gì? Không cần gì? Ai dạ. Cho ông xem cậu này này. Bà nội đi hôm nữa thấy chưa? Cái gì đấy? Đây. Thấy chưa? Thấy cậu chưa? À, có. Thấy chưa? Có. Đây, clip, ôn clip mà bà đang cầm đây vẫn cứ để chúi xuống đất. Bà tắt đi vậy.